Dạ, và thầy con tên là Trần Quý Việt, pháp danh Minh Đức, ngụ tại Houston, Texas. Dạ, bạch thầy, con và vợ con có cái cơ duyên là có một người bạn quen mất, nhưng biết 3 tuần trước thì không được biết về cái khóa học này, nhưng cái tuần sau cùng thì nghe người bạn nói thành đến đây. Thì dạ, thực ra trong như thầy đã biết trong thời gian vừa qua một tuần này á, thì thấy bài học cũng rất khó khăn lắm. Cái này nó làm động não, và chúng con cũng lăn lộn trong cuộc đời nhiều năm đa văn, thành ra cái lối suy nghĩ cũng theo thế gian. Thành bây giờ đập vỡ cái đó, đạo lộ này cũng là khó khăn lắm, khiến con phải suy nghĩ lại hết. Rồi. Một suy nghĩ lại hết cả. Giảng của thầy là thầy, cái này nó gọi là, và người phía bên văn học của Mỹ nó gọi deconstruction đó thầy, nghĩa là làm đảo lộn, làm đảo lộn để khiến mình phải, nghĩa là phải toàn tỉnh, phải thức dậy mà suy nghĩ, chứ không phải chấp nhận cái lối cũ nữa. Thành ra chúng con tuy bây giờ cũng chưa hiểu lắm, nhưng mà tiếp tục suy nghĩ thì chắc là một ngày nào đó hy vọng nhờ ơn Phật gia hộ sẽ hiểu, chẳng hạn như cái pháp sám hối hay là cái pháp niệm Phật. Và tôi thấy rằng rất quan trọng, tất cả một cái gì của mình, hành động, suy nghĩ, mình phải cẩn thận hẳn hoi. Như phép thầy dạy sáng nay về vấn đề khi ăn uống, khi đi ra. Rồi con có dịp nói chuyện thêm với thầy những câu hỏi ngoài khi thầy rảnh rỗi, là cái phương pháp mình tụng kinh, trì chú như thế nào cho có ích lợi. Trong vì thế cho nên giờ xin thầy hỏi câu tiếp là con có mong thầy là có dịp xin thầy trở về nữa, và mình cũng nên phổ biến rộng rãi. Dạ, con biết là vẫn là cơ duyên, nhưng mà nếu mình cái phương tiện truyền thông mình mà rộng rãi ra thì đại chúng họ biết nhiều, và thành ra cũng làm lợi lạc cho đại chúng.